Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào chư vị thiện hữu tri thức A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 2020. Đây là chương trình vấn đáp Phật pháp cùng thầy. Kính thưa quý vị, câu hỏi Phật tử gửi cho con là: làm sao những người thực tập giáo lý Đức Phật mà sống miễn nhiễm được với lời khen chê miệng đời của thế gian? Kính thưa quý vị, đây là cái hiểu của riêng con. Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Pháp Cú 216 rằng thế này á: này Adala, đây không phải là chuyện chỉ ngày nay, mà ngày xưa đã nói, im lặng cũng bị chê, nói nhiều cũng bị chê, nói ít cũng bị chê, làm người chưa từng bị chê, trên thế gian hình như chưa từng có. Mình có thể không tin con người, nhưng nên tin Đức Phật đi. Mình là ai, làm gì, chắc chắn đâu đó sẽ có người chê. Và ngay cả Đức Phật hoàn hảo như vậy mà vẫn có người chê Ngài. Huống hồ gì mình là phàm phu, tục tử. Nếu mình bận đẹp, ta chê mình khoe, chảnh. Nếu mình bận xấu, ta chê mình nghèo, khó. Nếu mình mập, ta chê mình ăn nhiều. Mình ốm, ta chê mình bệnh hoạn. Mình mở lời, ta chê mình nhiều chuyện. Mình làm thinh, ta chê mình chảnh chẹ, làm giá. Mình hiền, ta chê mình ngu. Và mình lanh, ta chê mình khôn lỏi. Có thể mình rất chân thành, nhưng đối với người đa nghi, mình vẫn là người dối trá. Có thể mình rất là đơn thuần, nhưng đối với người phức tạp, mình vẫn là người toan tính. Có thể mình rất là hồn nhiên, đối với người thực dụng, mình là người ngốc nghếch. Có thể mình là người rất chuyên nghiệp, nhưng đối với người không hiểu biết, mình cũng trở nên kẻ vô dụng. Có thể mình đã thực sự rất muốn bình yên rồi, nhưng người ghét mình, họ vẫn ngứa mắt. Có thể mình đã cố gắng tu hành, nhưng đối với ma vương nó vẫn muốn phá. Có thể là mình thánh thiện, nhưng kẻ đối với kẻ ác, mình vẫn là người sâu xa. Đối với những con người mình sống xung quanh, là người thân, người thương, lắm lúc dù là mình cố gắng bao nhiêu, mình hy sinh bao nhiêu, mình nhẫn nhịn bao nhiêu, mình quan tâm bao nhiêu, chăm sóc bao nhiêu, và cái bao nhiêu cố gắng tốt đẹp hơn mỗi ngày của mình đó với họ vẫn chưa đủ. Thì không phải là mình chưa đủ tốt, nhưng những người thích chê, trong mắt họ không có cái gì để tốt cho họ khen cả. Thì nếu mà mình cố gắng làm hài lòng những người đó hoài, đến một lúc nào đó mình sẽ tỉnh giấc mộng ra rằng sống để làm hài lòng người khác, đó là một việc vừa khó mà vừa khờ. Khó là bởi vì như hư không á, không thể lấp đầy. Và cái tôi lòng tham con người thì không thể được thỏa mãn. Khờ tức là mình đi làm cái việc mà không thể thực hiện được. Với những người xung quanh mình thì mình không cần đi chứng minh giải thích với họ. Vì nếu mà người hiểu mình làm thinh họ vẫn hiểu. Mà người đã cố không hiểu, giải thích cũng bằng không. Nhan sắc xấu đẹp hay là hình tướng mập ốm là của mình. Mình không có nợ đời, nên không có cần đi giải thích với ai hết. Sự nghiệp thành công hay thất bại, công việc được mất là của cuộc đời mình. Mình không nợ ai hết, không cần phải đi so sánh, nhìn ngó, chứng minh với đời. Cảm xúc yêu đương thương ghét là của mình không nợ ai hết, cho nên không cần phải đi phân bua. Và cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ, vui hay buồn là của mình cũng không nợ ai, cho nên cũng không có cần đi so sánh và chứng minh với đời. Mình nên nhớ là miệng là của thiên hạ, nói hay không á là quyền của họ nha, nhưng tai là của mình, nghe hay không là quyền của mình. Mình phải học cách chấp nhận và mỉm cười với miệng lưỡi thế gian mà sống. Khen chê là quyền của họ, nhưng mà cuộc sống là ở trong tay mình. Không lẽ cái lời vô bổ dèm pha, thị phi khen chê mà đủ sức mạnh để làm cho mình mất đi hạnh phúc của cuộc đời mình sao? Nên nếu như mà thân này ngay, tâm này rỗng, thì đối với đất trời mình còn không hổ thẹn nữa, huống hồ về những cái lời vô bổ thị phi. Nhưng nói đi á, thì cũng nói lại, lắm lúc miệng đời ác ôn, chính vì nhờ nó cho nên ta khôn lớn nhiều.
Nên đối với miệng lưỡi thế gian á, thì mình không cần quá quan tâm. Vì mình biết cái bệnh của con người á, là thích nghe một nửa, hiểu một phần tư, đi kể gấp đôi. Chuyện ít, nói nhiều, chuyện có, nói không. Với cái kiểu đó thì dù mình tốt kể nào chăng nữa, cũng có người ở phía sau lưng nói này nói nọ. Khi đó thì mình không có cần phải thanh minh so đo. Hãy im lặng mỉm cười. Đó là cái cách đáp trả xứng đáng nhất cho những gì tầm thường ở phía sau. Bởi vì mình hiểu một điều rằng cả ngàn triệu chiếc lá, không có chiếc lá nào giống nhau mà nó vẫn xanh như vậy. Thì mình có cớ gì đi so sánh hơn thua với người để sống hạnh phúc cuộc đời mình. Mình không cần quá phiền hà với những người nói xấu sau lưng mình, vì đó đích thực là cái nơi họ xứng đáng thuộc về. Ở đâu? Ở phía sau lưng mình. Nếu mà họ ganh tị, chứng tỏ mình giá trị. Nếu mà họ đố kỵ, chứng tỏ mình đi trước. Nếu mà họ ghen ăn tức ở, chứng tỏ mình có ảnh hưởng hơn họ. Cho nên thôi, đừng có quá quan tâm với miệng lưỡi của thế gian. Bởi vì như thế mất thời gian, miệng lưỡi của thế gian là cái hố không có đáy. Mà hãy tập trung sống cuộc đời mình, làm tốt nhất, hết lòng với trách nhiệm đã giao. Đối xử chân thành và hết lòng với những người xung quanh. Và sống cuộc đời có 102 của mình một cách có ý nghĩa, qua giới hạnh, đức hạnh và đạo hạnh. Sống tùy duyên thì tự nhiên mọi thứ tốt đẹp. Và nên nhớ, lưỡi không xương là nhiều đường lắc léo, môi không vành uốn éo tứ phương. Miệng của người họ có quyền đàm tiếu, tâm của mình đừng đánh mất thiện lương. Kính chúc quý vị an lành. Nam mô A Di Đà Phật.